Hello. Hello. Trem Trần chào mọi người đã quay trở lại kênh Trem Trần Thu Thanh. Hiện tại Trem Trần đang đứng trước phở Yến 33 đường Phan Văn Nam, Bình Minh, Vĩnh Long. Đây là quán phở Yến. What? Damn. Mời các bạn cùng Trem Trần vào quán phở Yến ở thị xã Cái Vồn. Gia truyền con nói đã trải qua ba đời rồi đấy các bạn. Trem Trần mới khám phá nồi súp bò quá hấp dẫn. Phở Yến nổi tiếng tại Bình Minh bởi hương vị thơm ngon, đậm đà. Vị nước dùng của phở ngọt, thơm, từ xương. Kèm với bánh phở mềm, thịt bò thái miếng vừa ăn chất lượng. Tại đây, bạn có thể gọi phở bò gân, gầu, tái, nạm, viên tùy theo sở thích. Rau ăn kèm đa dạng phong phú với nhiều loại rau như giá, rau quế, ngò gai, rau ôm. Tương ăn kèm tại phở Yến được khách đánh giá rất cao. Làm nước chấm cho cả hai là hủ tiếu và phở bò. Đặc biệt dùng làm nước sốt cho hủ tiếu khô, rất đặc trưng của quán. Chào các bạn, trên tay Trem Trần là kem nước sốt dùng trộn cho hủ tiếu khô nổi tiếng ở quán phở Yến, cũng là nước chấm của phở bò đấy các bạn, 2 trong 1. Hủ tiếu Bình Minh là loại hủ tiếu bột gạo lọc do quán phở Yến chế biến. Nguyên liệu chính là hủ tiếu nước dùng, thịt tươi sống sắc mỏng, cọc, phèo non, gan, tim heo. Rất đơn giản, bạn ăn hủ tiếu khô thì cho nước súp tương vào tô, còn ăn hủ tiếu nước thì cho nước dùng xương vào tô, chỉ vậy thôi. Nước lèo là mình hầm xương luôn hả chị? Dạ. Rồi cái này là đồ tươi để vô nè, dạ. Cái nồi nước này là đồ tươi nè. Khô đó là chàng cái hủ nước súp nãy lên là xong rồi đó. Đặc điểm của quán này là nước dùng rất đậm đà và tròn vị, mà không phải quán nào cũng có được. Đây là tô hủ tiếu khô không để hành ngò của Peter. Trem Trần đang trang nước sốt đặc trưng của hủ tiếu khô của quán. Ăn hủ tiếu khô nhờ nước sốt này rất là ngon. Sợi bánh bột dai dai, mềm. Vị ngọt thanh của nước dùng, ngọt từ xương, thịt và lòng heo, tạo nên tô hủ tiếu thơm ngon, món ăn đặc trưng của xứ Bình Minh. Nước lèo có mùi đặc trưng, được chủ quán biến tấu nên có mùi vị riêng biệt mà không nơi nào có thể giống được. Khiến lòng người ngây ngất bởi phần nước dùng đậm đà, mang hương vị của xương ống, mực nướng và các loại củ làm ngọt từ nước. Tô hủ tiếu có thịt, gan, phèo, hành ngò, vô cùng phong phú và bắt mắt. Nhìn thôi đã ưng ý, đến khi thưởng thức lại càng hài lòng. Tuy chỉ là quán nhỏ, nhưng phục vụ nhiều loại hủ tiếu từ nước đến khô và phở bò để đáp ứng nhu cầu của thực khách. Và được rất nhiều người đến đây ủng hộ. Damn. Đừng lên TV rồi. Quay lại cho Lâm. Quay cho Lâm. Đừng lên vô tiếng rồi đó. Chết rèo không? Mời các bạn xem hủ tiếu Bình Minh trên kênh YouTube Trem Trần Thu Thanh. Cảm ơn các bạn đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh. Quán này rất đông khách, không những khách địa phương đến để ủng hộ mà những khách ở thành phố về cũng chọn hủ tiếu Bình Minh để ăn sáng. Với 30.000 là bạn đã có ngay tô hủ tiếu thơm lừng nóng hổi để thưởng thức. Với hương vị đặc trưng, quán này rất đông khách, hầu như ra vào liên tục để thưởng thức món hủ tiếu ngon ngất ngay này. Quán này chỉ là quán nhỏ nhưng có rất nhiều người tìm đến thưởng thức vì vẫn giữ được hương vị truyền thống của nước lèo. Quán phở Yến Bình Minh, đây là quán có tuổi đời hơn 30 năm, truyền lại cho con cháu. Quán có tâm điểm gần cầu Cái Vồn Bình Minh,
nên được nhiều người biết đến hủ tiếu Bình Minh. Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Bao nhiêu vậy thì em tính cho nó lẹ. To 30, mấy to tính đi. Hủ tiếu là một món ăn quen thuộc được người dân Việt ưa chuộng. Món ăn này thích hợp cho nhiều bữa trong ngày, vừa thơm ngon lại tiện lợi. Hủ tiếu của quán này hợp khẩu vị của nhiều người, với vị nước dùng ngon từ thịt, ngọt từ xương. Sợi hủ tiếu dai, mềm, thịt ngọt vừa chín tới, lại có thêm lòng heo, các loại hành phi, rau thơm. Ngoài ra, quán còn phục vụ sẵn một rổ, giá đổ, to và rau để khách có thể thưởng thức theo nhu cầu. Quả thật, hủ tiếu ở đây có một sức hấp dẫn không thể chối từ. Ngoài ra, còn bao gồm sự hòa quyện hương vị từ xương, thịt, gan, lòng heo và các phụ kiện ăn kèm, đặc biệt là nước chấm, tạo thành một tô hủ tiếu Bình Minh thơm ngon, đặc trưng. Mỗi lần về quê, ngang qua thị xã Cái Vồn,
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gia đình Trem Trần thành một thói quen để dành bụng, ghé quán phở Yến thưởng thức hủ tiếu Bình Minh nổi tiếng là đây. Mới nhìn qua tưởng cũng chỉ có bánh hủ tiếu, nguyên liệu, nước dùng như bao loại hủ tiếu khác, nhưng có nếm qua rồi mới thấm hết từng cái ngon đến lạ lùng của mỗi thành phần hội tụ trong tô hủ tiếu, thơm ngon, nghi ngút khói. Cái dai mềm của sợi bánh, vị ngọt thanh của nước dùng, mềm ngọt của thịt, hòa quyện vào vị của nước chấm, không chỉ đem đến cảm giác ngon miệng cho người ăn, mà còn động lại hương vị thơm ngon khó quên cho thực khách khi đã thưởng thức. Trà đá chung ở đây là riêng. Dạ chung. Tết đồ bán luôn chị hay là bán suốt luôn á hả? Lễ đồ bán luôn. Quán chị bán mấy năm rồi? Ba mấy năm. Chị bán là có cha truyền cho con nói không? Truyền từ hồi nhỏ. Chị là đời mấy rồi? Đời thứ ba rồi. Ba đời bán hủ tiếu. Chưa, còn để hai bọc nữa. Rồi xong. Rồi bye. Bye. Trâm Trần chào tạm biệt. Các bạn thích Trâm Trần, nhớ bấm nút đăng ký kênh Trâm Trần Thu Thanh để theo dõi tiếp những video mới. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Trâm Trần cảm ơn các bạn subscribe, gõ chuông thông báo, đăng ký kênh Trâm Trần Thu Thanh. Hẹn gặp lại.